Hello hello, xin chào gặp mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Mew Xúc Xích. Hôm nay thì mình lại tiếp tục bắn cùng cái team hôm nọ nha mọi người ơi. Đó, ui dồi ôi, bạn kia gần 600.000 đam rồi mọi người ạ. Team mình nó phải lên được cả 1,5 triệu, 2 triệu đam đấy mọi người. Ôi, trận này lại còn best của trận đấu nữa cơ mọi người ạ. Nên là trận này không thăm dò được gì từ team địch rồi. Thường thì bắn mà kiểu là cái best của trận đấu ấy thì sẽ giúp mình thăm dò những cái team nào nha. Úi rồi ôi, China mọi người ơi, AOD này. Ui, China kìa mọi người, AOD nữa. Mới thấy hai clan ở trên bảng điểm số thôi. China thì đang hình như bắn nhau với AOD à? Thế thì ngon rồi. Ui được, đâu phải đâu mọi người. China bắn một team khác, còn AOD bắn một team khác. Ui rồi xương trận này là thấy toàn tay to rồi này mọi người ơi. Trận này thì Nori có một team ở cái khu vực đằng trước. Ui rồi ôi, 4 thằng xuống sau nữa. Thôi xong 4 bạn xuống đằng sau nữa. Ui, đằng sau có mỗi mình mới số 4 thôi ạ. Ui giời, pha này hơi căng rồi mọi người ơi. Team mình đang bị chia nhau ra rồi nhưng không sao, mình với bạn số 4 này, bạn số 4 đang top 3x server lốc một tên này. 3x server là đằng sau cũng được rồi. Không cần hai bạn kia mà đẩy lên thì cũng được. Số 2, thủ số 2 chết luôn rồi mọi người kìa. Ai cả đạn à, team Trung Quốc ở đằng kia kìa. Team Trung Quốc cũng giết bạn số 2 thì phải, vừa nãy mình nhìn không nhầm thì nó là như vậy, nhưng mà mình sẽ đứng đây mình cam nha. Có 4 tên thì giết 2 rồi mọi người. Hạ gục được 2 tên rồi, còn 2 tên nữa thôi ở đằng sau nha. Còn ở đằng cuối kia, cái chỗ xác bạn số 2 là nguyên một team luôn mọi người ạ. Rồi hình như là 3 tên. 3 tên rồi, 3 tên rồi, mình lốc một tên nữa là 3 tên. Ui tên này là bot thôi mọi người. Tên này là bot. Đúng rồi, hình như là bot thôi. Cái tên Happy này chỉ có thể là bot thôi. Thế chứng tỏ là vẫn còn một thằng nhoi nhoi ở đâu nữa. Tầm này nếu mà bị nốc 3 tên ấy, thì các bạn ấy sẽ đi trốn. Cái tên còn lại sẽ đi trốn để nhặt thẻ nha mọi người. Chứ 1 vs 4 ở cái tầm danh này nó không thể rồi. Không thể nào luôn. Ui, đang bắn mình kìa, hình như là một tên ở trên cao kia thì phải kìa. Sợ thật. Mình chả nhớ là 1 hay 2 tên nữa cơ, nhưng mà xương là lốc 2 hay 3 bạn rồi đấy. Mình thì lốc với một tên bot thôi. Số 3 mở cánh đi nhặt thẻ của bạn số 2 rồi. Chắc là cái team China nó sẽ đẩy sang ngay đằng này thôi, thì cho cái bạn nữ kia bạn đi nhặt thẻ nhá. Ui nó bay trên đầu này. Nó bay trên đầu ạ. Một vãi đạn ạ, bay trên đầu à. Úi rồi ôi, bạn số 4 cũng đang bị bắn rồi này, mình sẽ lùi lại nha mọi người. Đều thấy một tên. Không có cốp mọi người ạ. Bây giờ có cái cốp holo, mặc dù mình cực kỳ ghét, nhưng mà có holo hay là Z-Dot thì bạn ấy đi rồi đấy. Mà không có cốp thành ra bắn nó sẽ hơi khó, tầm nhìn nó cũng sẽ kiểu hơi bị cản bởi cái súng ấy. Đang đẩy qua đây rồi này. Ui vãi cả đạn, team này team China thì bỏ mẹ luôn anh em ạ, vì bọn China nó bắn, à không phải team China, bọn China bắn rát lắm anh em ạ. À đây rồi, thấy một tên công số 4 kìa, số 4 ơi. Team công số 4 kìa. Ui, hay bạn ơi. Bạn số 4 lốc tên này luôn rồi này. Thế team này không phải team China rồi mọi người ơi. Máy quá, team này không phải team China. Chứ team China nó mà đẩy qua 4 thằng thì ui, China đang bị bắn ở đâu kìa. Còn phơ một mạng bạn China rồi kìa. Hay quá, mình cứ nghĩ là team China cơ nhưng mà không phải. Sợ thật đấy. Mình còn chưa có súng. Thôi đổi cái cốp 2 súng AK đi. À thôi từ từ. Ui có một tên công qua này, bạn lốc tiếp nhá. Team đằng kia không phải là team China rồi mọi người ơi. Thế là ngon rồi, gặp team China mà ở cái tình cảnh như thế này thì rất là khó bắn. Vì một khi mà chúng nó đã công đi ấy, thì là nó đi cả 4, mà mình ở đây có 2 người thôi, mà đạn dược với cả súng ống nó cũng không đầy đủ ấy, thành ra bắn nó cũng hơi khó. Rồi, mình check ở trên đầu không có ai rồi. Không có ai trên đầu rồi. Yên tâm rồi, lút đồ đây anh em ơi. Tầm này yên tâm lút đồ rồi. Úi thôi nó bắn nè. Nó bắn hình như là ui hay quá, bạn số 4 bạn ấy clear cái team này rồi. Hay quá, được báo là clear rồi. Và mình sẽ gọi là tắt tiếng game cũng như là tiếng voi nha, vì anh em mình bắn với nhau ấy, nhiều khi nó hay chửi bậy nên là thành ra anh em mà trẻ tuổi, anh em trẻ con xem ấy thì nó không hay lắm. Thôi chết rồi, sao lại số 3 lại hồi sinh ở mãi bên kia nhở. Ui hình như bạn số 3 bạn nữ này không thuộc map rồi. Ở đằng trên đồi Nori là có một cái máy hồi sinh mà bạn ấy lại sang bên kia. Chết rồi, bắn kiểu này thì bỏ mẹ rồi. Bên kia nó cũng có một team luôn mọi người ạ. Trận này đông vậy trời. Trận này phải hardcore thôi. Ui lốc luôn. Ui China bên đấy mọi người ạ. China kìa, China ở bên răn bâu nó đang đẩy qua rồi này. Số 2 chạy đi bạn ơi. Số 2 chạy đi. Bạn số 2 thì giờ cũng phải top 400 rồi anh em ạ. Top 400. Hoặc là cũng 500 mà đầu nhỏ rồi anh em ơi. Rồi mình sẽ spam đạn cho bạn số 2 chạy nha. Đứng đây mình cam luôn này. Bây giờ không công qua đấy được nha anh em. Team China thì mới chỉ có chết một thôi. Team China vừa nãy mình nhớ là bắn nhau với team mình đấy chết một, xong rồi team China cũng clear luôn cái team mình đấy rồi. À, bay sang ở công sang ở mày. Đó mọi người thấy không? China bắn cực kỳ ngầu luôn, một khi mà nó biết là mình ở đâu ấy là nó công sang liền ạ. Công sang với chúng tôi lốc một bạn nha. Và mình sẽ chắc là confirm luôn cái bạn này nhá. Ui bắn đến này chết tôi không. Trận này hơi căng thẳng nhờ. Mình sẽ gạt luôn bạn ấy đi. Ui, chưa kịp thay đạn đã bắn. Đây rồi, mình sẽ gạt luôn nha. Rồi, gạt luôn cái mạng của bạn ấy. China còn 2 người thôi mọi người ạ. Kìa, 2 người nhưng mà nó ở khu đằng xa hay sao ấy. Mình cũng không dám công sang bên kia để nhặt thẻ. Vì bây giờ mà công sang ấy, ui một tên mở cánh ở số chỗ bạn số 4 kia, còn một tên đứng ở bên kia lui lại luôn. Lui lại luôn nha, chứ cái tầm này mà mở cánh mà bị thọc vào lách ấy thì cực kỳ là khó chịu nha anh em nhá. Ui, trận này đông người chưa? Mọi người có thấy ở trên cái bản đếm tên không? Toàn người không ạ. Bot thì có vài con thôi. Từ nãy giờ là có mình ăn được con bot rồi, còn lại chưa thấy con bot nào nên bạn đánh số đây này. Nó mở cánh sang bên này này. Số 4 báo mở cánh. Ui số 4 đốc luôn, may quá. Ui bạn này là bạn cuối rồi. Bạn này bạn cuối rồi. Team Trung Quốc là đi luôn ạ, mở cánh rồi. Không biết là cái team này có phải team Trung Quốc không. Nhưng mà cái bạn này là không phải chữ Trung Quốc này, hình như là team này bắn nhau với team Trung Quốc này. Thì team Trung Quốc bắn từ bên kia sang, còn tên này là mở cánh sang định thọc bọn mình ấy. May quá là cũng chết luôn rồi. Nó quay ra lút đồ nha anh em ơi. Thề bắn căng thẳng thực sự ấy. Nori Temple đúng ác mộng luôn mọi người. May là đường nhảy của bọn mình ấy, bọn mình xuống lúc nào nếu mà các bạn ấy có nhảy cùng góc của bọn mình ấy, thì các bạn cũng chỉ xuống bằng thôi, chứ cũng không xuống trước được đâu, vì góc đấy là góc tối ưu nhất rồi. Cái clip mà mình đăng về hướng dẫn nhảy thì mình cũng đã đăng rồi, mình sẽ để ở trên phần thẻ với cả phần cuối video nha. Mọi người có thể xem hết video và mọi người xem cái video đó để biết cái cách nhảy của cái danh đang gần nha. Cái danh đang gần, đặc biệt là danh ở trong top nha, chứ nhiều bạn danh đang gần cũng chả biết là nhảy góc nào là xuống trước đâu mọi người ạ. Ui rồi gặp team cả VL kìa mọi người kìa. Ui rồi không cứu được cái bạn kia rồi, vì bên kia chắc chắn là bị cam, mà bên Nori còn có người nữa. Bên Nori có người nó đẩy qua rồi này. Ui sời ôi, thôi 14 giây không kịp cứu rồi, bỏ thôi anh em ơi. Bỏ bạn ấy thôi. Trận này thì không thể nào cứu được bạn nữ kia rồi. Đây rồi, đây rồi. Lụm đầu siêu yếu. Tên đấy siêu yếu rồi. Rồi mình báo cho số 4 để công qua luôn nha, ép qua luôn chứ không thể nào mà để cho tên này nó hồi máu dễ dàng được. Rồi hay quá, bạn số 4 cũng ăn luôn rồi. Ăn luôn cái mạng của bạn này rồi. May là bạn ấy gọi là siêu yếu rồi đấy. Chứ không mà để bạn này hồi máu ấy là cũng hơi a đuổi đấy. Vì ở trên cái danh cao này này mà mọi người bắn tầm buổi trưa ấy thì thôi đúng là siêu đông người luôn mọi người ạ. Buổi tầm từ 10 giờ sáng cho đến chiều tối hoặc đến đêm luôn ấy, cái danh này nó bắn nhiều người lắm mọi người. Sợ thật, gặp cả Việt Nam cả Trung Quốc luôn. Trận này toàn các team bắn hay thôi. Bạn ấy còn đang xem mình kìa. À đâu, cái này là đồng đội của mình xem mình rồi. Bạn số 4 thì quên, bạn số 3 thì đang không cứu được nha. Bạn ấy cũng không thể nào cứu được bạn ấy nữa rồi. Trận này là 3 vs tất cả những người còn lại. Cũng hơi khoai nhỉ. Bên này thầy báo Nori đã có người này, mình vừa rời khỏi Nori xong để đi nụm đồ ấy, vì trong Nori các bạn nụm hết rồi. Không biết ở đâu nhỉ. Ai như là có tiếng trên đầu. Một tên ở gốc cây kìa mọi người kìa. Một tên công ở trên đầu ạ, công trên đầu ạ. Rồi được cái hỗ trợ. Ui vãi đạn, tên gốc cây bắn mình ạ. Ui hai tên luôn ạ. Ui thổi sòng rồi, lốc mình luôn ạ. Team Việt Nam luôn anh em ơi. Trận này hơi căng rồi. Số 2 cố lên bạn ơi. Ui số 2 anh bị lốc luôn rồi, còn duy nhất bạn số 4 thôi, bạn này cố lên bạn ơi. Và khi mà mọi người đã bị lốc rồi ấy, thì mọi người chỉ lên báo vị trí thôi nha, chứ mọi người đừng có chỉ đạo anh em bắn kiểu gì vì bắn nó rất là khó. Đó nên là mình khi mình bị lốc thì mình im luôn, mình thấy ai thì mình sẽ báo thôi, chứ còn mình im luôn để cho bạn ấy tập trung, bạn ấy xử lý nha. 3 tên luôn mọi người, 3 tên thôi, nó cam bo bọn mình luôn ạ. Rồi trận này khó rồi, gạt luôn bạn số 2 kìa. Mấy bạn Việt Nam gạt luôn bạn số 2 này. Cứu với bạn ơi, cứu. Team kia lốc 1 thì cũng đang cứu rồi, nhưng mà số 4 này bắn pha đấy là chắc là muốn confirm nên là cứu chậm mất tầm khoảng 4-5 giây đấy. Bây giờ mà chúng nó công lên là thôi khỏi cứu luôn này. Cái team này kiểu gì đấy, đấy biết ngay mà vừa nói xong chúng nó công lên luôn ạ. Thôi xong mình rồi, 4 thằng nó đẩy lên thì gần như là không có cơ hội rồi mọi người ạ. Đây là bạn ấy top 3x nha, gọi là tay cực kỳ to luôn đấy mọi người ạ, tay siêu to luôn. Thôi lui đây, mình thì chắc là đi luôn này. Ui, trận này mình còn best của trận đấu nữa, cái team mình là team best của trận đấu nha mọi người. Và mình sẽ bắn theo cái kiểu là hơi hèn một chút xíu, không phải hèn, nó gọi phải bắn chiến thuật cái trận này thôi. Thì còn duy nhất một bạn số 4 thôi. Lùi lại bạn ơi, lùi sâu hẳn lại. Vì bây giờ bó cũng đang vào đấy, mấy tên này mà chỉ cần không nhìn thấy sai thôi là sẽ bỏ ngay mọi người ạ. Sẽ bỏ để vào bo ngay. Vì đây là tâm lý chung rồi, vì bạn này đang đứng rất sâu ở trong bo thì mấy tên này không thể nhìn thấy được, rồi lên cao mà check. Cái tầm này thì mà solo với các bạn ấy thì thôi, các bạn ấy táp cho bênh mồm lên luôn ấy. 1 vs 4 thì làm sao mà kiểu có thể cân được, vì cái danh này là toàn những ông mà bắn gọi là đẳng cấp luôn đấy mọi người ạ. Thề luôn, bắn đẳng cấp luôn, không như kiểu cái tích phụ của mình làm solo squad ấy thì nó gọi là các bạn ấy bắn cũng bình thường thôi, cũng không gọi là tay to lắm, nhưng mà thi thoảng vẫn gặp team tay rất là to đấy. Mong là nhặt được thẻ nha. Các bạn ấy chắc tầm này cũng vào bo rồi mọi người ạ, vì bo 15 giây nữa thôi nó đã thu vào cái bo tiếp theo rồi. Thì bây giờ bạn này sẽ nhặt thẻ xong rồi én luôn nha, nhặt thẻ xong rồi én nhá. Có nhìn thấy địch ý, thì cũng không dám bắn ở trong cái tình huống này. Bo bây giờ là bo cũng phải bo 4 rồi đấy mọi người, bo 4 rồi, bo 4 sang bo 5 rồi. Ok, nhặt được 2 cái thẻ hồi sinh rồi. Và trận này sẽ bắn theo kiểu là phải hồi sinh đồng đội trước. Đó, ui rồi nó chạy kìa. Vãi cả đạn, là tên đang chạy kia là chắc là bot thôi. Mong là không bị nhìn thấy. Một tên ở trên hòn đá kìa. Rồi sẽ không bắn trong pha này nha, không bắn anh em ơi. Pha này mà bắn ấy là lộ vị trí. Mà một khi mà còn một người mà để lộ vị trí thì thôi, còn cái nịt luôn mọi người ạ. Bắn chắc bạn ơi. Bắn chắc nha, đợi mấy tên này chạy bo xong thì chắc bạn số 4 cũng sẽ chạy vào bo và chạy vào cái khu hồi sinh để cứu. Chứ bạn ấy tầm này thì tay có co to cỡ rời, có mà cái hack rồi thì mới bắn được lại 4 tên rồi, chứ không thể nào bắn được nữa. Bo cũng khá là nhỏ rồi, còn 10 người thôi mọi người ạ. Mình với một bạn nữa sẽ hồi sinh xuống nha, may quá. Sau khi những cái pha gọi là lẩn trốn thoát hết cả team ấy thì cuối cùng cũng được hồi sinh rồi. Và khu đằng sau thì đã có xác nha, mình sẽ bay luôn ra khu đằng sau. Bay luôn ra khu đằng sau nha mọi người nha. Khi mà mọi người được hồi sinh ấy, thì mọi người ấn nút nhảy nhá. Nút nhảy 2 lần ấy, thì để mọi người có thể kích hoạt bay, để bay cho nó nhanh hơn là mọi người rơi xuống và chạy bộ nha. Ở đây có 2 cái xác này. Nhà xác bên kia đi bạn. Ui sồi ôi, tôi bỏ may á rồi, 2 thằng tranh nhau. Pha này gọi là hơi cuống rồi. Đồng đội mình hơi cuống rồi, tranh nhau nhặt xác cái này là hơi cuống rồi, đáng nhẽ là phải mỗi người một xác cơ thì nó mới đúng, nên bạn này lại phi luôn vào cái xác mình đang lụm như này. Thôi, pha này thì hơi khó rồi, bạn ấy sẽ đứng cam cho mình nhá, vì bạn ấy nhặt được khá là nhiều đạn. Không biết là có bắn được không đây. Hay quá bạn ơi, bạn số 2 đã lốc được một tên. À, team VL kìa mọi người ơi, team VL luôn ạ. Team VL ngay trước mặt team mình luôn nha. Bây giờ mà không biết là có lấy được cái top 1 không, nhưng mà mình đang phải chạy ngoài bo và cắn máu này. Pha này phải mở cánh nha. Và đặc biệt ấy, một khi mà đã bắn mà đúng bài bắn chiến thuật ấy thì mọi người sẽ không được bỏ vị trí nha. Có ra chỗ đồng đội này để nhặt ấy thôi. Nhặt máu với nhặt nước từ đồng đội cho thôi. Mình sẽ đứng đây mình cam để cho 2 bạn kia chia đồ nhá. Để cho 2 bạn kia chia đồ, chứ đồ của mình cũng gọi là tạm rồi. Mình không có máu thôi, chứ còn đồ của mình cũng gọi là vừa đủ dùng nha mọi người nha. Còn 10 tên nữa, cả mình với cả đồng đội của mình nữa là còn 13 tên nữa, thì trừ 3 người ra còn 10 team nữa. Tổng là còn 3 team nha. Phải đối mặt với 3 team nữa mới giành được cái top 1 ở trong trận này mọi người ạ. Mình sẽ mở cánh nha. Bạn số 4 sẽ đứng nguyên ở cái vị trí đấy để cam. Và bắn theo cái đội hình là cho mọi người dễ tưởng tượng là đội hình 1-1-1 nha, dàn đều 3 cánh ra. Và một người bị hút đạn ấy thì 2 người còn lại sẽ bắn. Đó, bạn số 4 vẫn đang đứng ở mép bo để giữ vị trí cho bọn mình chạy nha. Team Trung Quốc thì cũng chắc cũng chết luôn rồi, còn team PH với team Việt Nam này, còn 2 team nữa, 3 team nữa cơ, nhưng một team nào đấy thì mình chả biết nữa. Nhưng mà thôi mình sẽ mở cánh ra. Và mọi người xem cái trận đấu này thì mọi người có thể thấy đội hình mà bọn mình đang bắn ấy thì đang là trải đều ra nha mọi người nha. Trải đều và không bắn bậy. Cái tầm này mà bắn bậy rất là thiệt, bắn với đội hình đi nẻ như này ấy, thì bắn bậy rất là thiệt rồi. Mình sẽ sang bên đồi bên này, mở cánh sang bên đồi bên này luôn. Mình mở cánh mà không thấy ai hoặc là không có ai ở xung quanh ấy, mình sẽ báo cho đồng đội mình để đồng đội mình thu bo nha. Vì nếu mà bắn theo kiểu này ấy thì có chết thì cũng chỉ chết một người thôi, và cũng sẽ được đồng đội hỗ trợ luôn. Lại một đầu nữa này, một đầu. Mình đã thấy bạn đấy rồi nhưng mà thôi bỏ, mình sẽ cam lại cái vị trí của bạn này luôn, sẽ cam lại vị trí. Đây đây, số 4 quay lại đi, rồi bạn số 4 đã quay lại cam bo rồi. Thì mình sẽ mở cánh sâu nha, mình sẽ mở cánh rộng lên luôn. Đó, mọi người có thấy không? Cái vị trí này bây giờ không được bỏ nha, không bắn tầm bậy được, vì mọi trận mình bắn ấy thì gần như là bắn rất là for fun, nhưng mà trận này quá nhiều team cứng nên mình phải bắn theo cái kiểu là hardcore như thế này. Đó mọi người. Mình đang đứng giữa này, mình đang đứng giữa lụm đầu luôn, lụm đầu tên ấy khá là yếu rồi. Và một bạn bên cánh phải và một bạn bên cánh trái nha. Bây giờ cứ một bạn hút đạn thôi là mình sẽ thò lên mình bắn ngay. Bạn số 4 vẫn đang cam cái team ở đằng kia, còn mình với bạn số 2 sẽ cam cái team trong nhà nha. Mình là sẽ là cam được cả hai vị trí luôn, vì mình đang đứng ở một cái khu vực mà có thể cam hai vị trí. Đó, nên là một khi mà chỗ nào bị bắn ấy, rồi tên này, ui, đạn rơi hơi bị lạc rồi. Pha đấy sấy hơi lỗi mọi người ạ, pha đấy sấy hơi lỗi, kẻ có cái 3x là ngon rồi. Nào ra đây. Đang mài giáp thôi anh em ơi, cũng chưa thể nào lốc được vì mấy bạn này bắn chắc lắm. Mấy bạn ấy chạy theo kiểu chạy nhảy lộn ấy, nên là thành ra rất là nhanh. Rồi ngon luôn, cái thính thôi kìa, không biết bạn kia lụm được thính không, nhưng mà tầm này chắc không lụm thính đâu. Bò độ bọn mình rồi anh em ơi. Trận này sẽ cam luôn nha. Đó. Ui hay quá, lốc 1, lốc 2 rồi, lốc 2 còn duy nhất một tên mọi người ơi. Ui rồi ôi, top 1 trận này quá vất vả luôn anh em ạ, và phải bắn đúng bài để giành cái top 1 team cuối là team Việt Nam luôn nha anh em ơi. Rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi hết cái video clip của mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Bye bye!